Này này, tôi là tôi nghĩ hết đấy nhá. Tôi cho về luôn đấy. Xin một phần. Từng ngày xuống, ôi áo yêu mòn.
nhân cho đàn bà ấy. Dạ, con báo cáo của thần đến đây là hết ạ. Tốt lắm, rồi ngươi quá sáng tạo. Thôi, gọi điện cho Thiên Lôi, Thủy Kiều bóng đá nghe cho ta nhá. Bây giờ á, ta phải video call cho vua rùa chú các chú ngay để mà báo cáo, để mà ngài còn ban ơn lành cho họ, còn cả gia đình của họ nữa chứ. Thôi, thì sáng nay làm ngay. Ai mà vậy thì chỉ có chuẩn quá cho ngay nữa. À, ông phải ạ, ông đâu rồi? Ông, cả đến đâu rồi ta ơi? Đây là gì vậy? Ngư ngọc hoàng ơi, thời đại ngày nay 20 trong cộng đến nơi rồi, thành tí trong mắt tiêu rồi, thế mà còn báo cáo mồm ai hít được ngốc. Ôi ôi, thằng kinh của các khanh có vấn đề à? Này, xem chừng là cuối tuần này tôi phải đem các khanh đi xuống trung tâm vui vẻ rồi đấy. Dạ. Này có biết ở đâu không đấy? Dạ không. Năm Hà. Ai sao? Ôi, biết đó nhiều người không biết lắm ấy. Thôi thôi, được rồi. Thằng Hoàng cứ vừa tụi em. Thôi thôi. Hoàng, số là thế này. Thần đang chuẩn bị có cái video này lên YouTube như này. Như thế là video là này. Có bằng ngôn ngữ gì đấy? Không, bằng ngôn ngữ anh là video là gì? Video là cái gì? Cái số. Thank you.
nghệ, nhưng mà con có nói là theo như kinh nghiệm năm ngoái thì các cô cũng không hiểu đến lâu dài, nên chúng em làm ngắn gọn như vậy thôi. Cho nên đừng có mất thì giờ nhiều, cho nên em đứng ở đây quá nhiều chứng xin chú sáng như là cha hay là có các chú các cô gì có bài gì hay là cha nói nhiều rồi. Chú đến hát hay lắm. Con đi. Con đi.